Xin chào các em, tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em đến kỹ năng ôn thi toán 8 giữa kỳ 1 cho các em nha, chương trình của sách kết nối tri thức nha. Thứ nhất là tổng cộng có trong đề có hai phần trắc nghiệm và tự luận ha. Trước tiên thầy nói phần trắc nghiệm tổng cộng có 12 câu, các em quan sát và đề. Câu số 1, biểu thức sau là đơn thức. Đó, em nhìn vô em nhìn thấy cứ có cộng cộng 2, đây là 2 cộng 2 đơn thức, đây chính là đa thức đúng không? Có cộng trừ nè, đa thức đó, này, này, nào, đa thức nè, đây, đây cũng là đa thức rồi. Đây nè, đơn thức là gì? Là số một biến hoặc tích giữa các số và các biến, đó, tích giữa các số và các biến này, nó đây, nha. Đó, câu C. Câu 2, trong các đa thức sau, đa thức nào là đa thức nhiều biến, nha. Đa thức nhiều biến là từ mấy biến trở lên? Đa thức nhiều biến nha, đó. Đa thức nhiều biến là phải có từ 2 biến trở lên, ví dụ như là a và b là 2 biến nè, đúng không? X và y là 2 biến nè, đó. Vậy thì 2 biến là từ 2 biến trở lên gọi là gì? Là đa thức nhiều biến nha. Đây nè, đây là đa thức 1 biến nè các em, ha, 1 biến là biến a không à, đúng không? Đây là đa thức 1 biến là biến x không à, đúng không? Đó, đây là đa thức 1 biến biến m nè, còn đây là x x y nè, đây là thức nhiều biến. Thấy chưa? Câu 3. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào là đơn thức đã thu gọn, là không thể thu gọn được nữa là đó. Đó, kiếm coi. Cái này còn thu gọn được là các em. 1 phần 5 nhân 5 mà thu gọn được mà, là 1 mà, đúng không? Rồi y mũ 1 nhân y mũ 6 được mà. Đó, vậy này chưa có thu gọn. Nha. Kiếm là thu gọn nè. Đấy, x nhân x là được nè, chưa thu gọn nè. Này, x là y này không thể thu gọn được nữa. Đáp án C. Bây giờ con này thu gọn được là y mũ 1 nhân y mũ 1 là y mũ 2 các em. Câu số 4. Tìm cặp đơn thức nào đồng dạng. Tìm cặp đơn thức đồng dạng trong các trong các đơn thức sau. Hai đơn thức đồng dạng mấy con học rồi, hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có chung phần biến, đúng không? Biến giống nhau. Đây x bình y, x y bình không có đồng dạng. Loại. Cái này x y z bình, cái này x y z mà sao đồng dạng được? Đó. Rồi. Nè, con nhìn thấy nè. Còn cái này là loại nè. Cái này nếu mà phân tích là x mũ 2 tất cả mũ 2 là x mũ 4, y mũ 2 đúng không? Còn nên x y mũ 2 sao đồng dạng được? Đúng không? Loại liền. Vậy chắc suy nghĩ gì nữa? Đáp án D. Đó. Cái chữ này nó cũng không không rõ mấy nên con nhìn hơi khó tí nha. Ở đây là x mũ 3 nha, này số 3 nha con. X mũ 3 y đúng không? Đó, đằng kia cũng có đằng sau là x mũ 3 y luôn, vậy hai đơn thức là đồng dạng với nhau. Đúng chưa? Và mấy con sang câu số 5. Bậc của đa thức B, quá trình dễ rồi, đúng không? Rồi, mấy con nhìn coi. Chỗ này nó hơi mờ một chút xíu để thầy kéo lớn lên chút xíu cho mấy con dễ nhìn ha. Để thầy kéo lớn lên đi. Rồi tìm bậc của đa thức này. Con nhìn là cộng bậc của đa thức nào bậc ở hàng thử có bậc cao nhất đúng không? Với điều kiện đa thức phải thu gọn. Này thu gọn rồi. Đây là 3 cộng 5 vậy là cái hàng tử này bậc 8. Đúng không? Đó, bậc 8, cái hàng tử này bậc 4, cái hàng tử này bậc 3. Vậy đa thức này là bậc bậc 8. Đúng chưa? Đó. Còn điều này. Câu số 6. Bậc của đa thức này sau khi thu gọn. Đó, mình thu gọn đây nha. Là câu số 6 nha, yêu cầu tìm bậc đa thức này ha, với điều kiện phải thu gọn là sau khi thu gọn mới được nha. Vậy thì kiếm những nào đồng dạng với nhau gọn lại, đây là x bình y đúng không? Đây là x bình y nè, đó nha. Cái số này là số 3 nha các em, là số 3 này. Rồi hai này đồng dạng là trừ 5x bình y với cộng 5x bình y hết, đúng không? Rồi 1 phần 2 x y bình với 3, đúng không? Đó, trừ 1 phần 2 và cộng 3 lên thì bằng 5 phần 2, đúng không? 5 phần 2 x y bình. Đó, mình giải quyết được hàng này nữa rồi nè. Đó, hàng này thu gọn nhau nè, 8 trừ đi 5 cộng 3 đúng không? 3 x y bình phương, đúng không? Rồi. X y bình phương. X mũ 3 y chứ. À 3 còn 3 x mũ 3 y bình phương nha. Vậy thì hàng tử này là bậc 3 nè, đúng không? Tại vì 1 cộng 2 là bậc 3 nè, rồi 3 này bậc 5 nè. Vậy đa thức này là đa thức có bậc là bậc 5 nha. Đó. Rồi, câu tiếp theo.
số 7 khai triển hàm thức. Mấy con học rồi, a trừ b tất cả bình bằng a bình lên là chính đúng không? Trừ 2 lần ab là trừ 6x cộng b bình lên là x bình phương, kiếm nào gõ nó còn vô. Đáp án đúng là các bạn đáp án C rồi. Đúng chưa? Rồi, 1 trừ x mũ 3 được viết dưới dạng tích, có nghĩa là ngoài em phải nhớ đến hàng hàm thức gì? Hàm thức gì? A mũ 3 trừ b mũ 3 thì bằng a trừ b nhân a bình cộng ab cộng b bình phương. Rồi, vậy thì các em sẽ phân tích là bằng a trừ b này, các em phân tích là bằng 1 trừ x đúng không? Nhân a bình là 1 cộng a nhân b, 1 nhân x là x cộng b bình phương là x bình phương. Kiếm đáp án nào đó, đó khoanh được cho thầy. 1 trừ x, 1 cộng x, rồi đáp án đúng là đáp án gì? D. Đúng không? Câu số 9. Biểu thức sau dưới dạng tích. Ồ, các em nhìn thấy cái biểu thức này, em nhìn em nhớ phải liên tưởng lên. Em thấy 20 năm này em nhớ trong đầu là 5 5x tất cả bình đúng không? 4 có phải là 2 bình phương không? Vậy hàm thức a bình trừ b bình bằng a cộng b 5x cộng 2 nhân 5x trừ 2. Ok. Kiếm đáp án nào đó khoanh vô. Câu C. Ok chưa? Câu số 10 con, biểu thức này bằng bao nhiêu ha? Đây là chắc ăn gom dấu trừ chắc ăn là bình phương một hiệu rồi đúng không? Vậy mình sẽ chọn được đáp án một đáp án này, hai là đáp án này đúng không? Mà nhìn vô hàm đáp án sau này a bình trừ b bình phương được đúng không? Đó, nhìn vô chắc ăn biết đáp án này liền. Nè, 9 bình phương là 3x nè, 25 chính là 5 y nè, không? Đó, gần đáp án đúng đáp án b liền đúng không? Hai câu này là tổng thấy sai rồi đúng không? Mà đây là cái gì? A bình trừ b bình mà. Làm gì a bình trừ b bình bằng a cộng b a trừ b chứ làm sao mà ra kiểu đó được đúng không? Câu 11 phải chọn phát biểu sai. Hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đáy tất cả các cạnh đáy bằng nhau. Hình chóp tam giác đều thì tất cả các cạnh đáy chứ phải tam giác đều mà chắc ăn là ba cạnh nó phải bằng nhau rồi đúng không? Đúng. Hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bên bằng nhau, đúng. Hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều tất cả các cạnh bên đều bằng nhau hết. Hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, sai. Các cạnh bằng nhau là thứ nhất là cạnh bên, là các cạnh bên bằng nhau và có gì các cạnh ở đáy bằng nhau mới đúng nha. Vậy đáp án này là đáp án sai. Hình chóp tam đều có các mặt bên đáy mép cân, đúng rồi. Câu 12, hình chóp tứ giác đều có chiều cao là 4, diện tích đáy là 45, thể tích hình chóp. Trời ơi, thể tích hình chóp em nhớ học nhớ không? Bằng 1/3 SH, nhớ cái câu đó cho thầy nha. 1/3 S là bao nhiêu đây? Diện tích đáy là 45 đúng không? Nhân cho gì? Nhân cho chiều cao của nó là 4. Rồi, ok. 45 mà chia cho 3 được 15, 15 nhân 4 60. Rồi, hoàn vô đáp án nào đây? Để ok chưa? Rồi, mình sang con sang thân tự luận nha. Rồi, các em coi sang phần tự luận thực hiện phép tính. Đây là A trừ B tất cả bình nè. Em khai triển hàm thức thôi. Bằng A bình lên. À, 3x bình lên bằng 9x bình nha. Trừ 2 lần A nhân B là trừ 2 nhân 3x nhân 2. Đó, vậy là bằng trừ 12x. Cộng B bình lên, 2 bình lên bằng 4. Nha. Rồi, tiếp tục giờ mình chia nha. Cái này là mũ, cái này là số mấy đây ta? Ôi, thầy giống số 8 quá. Rồi làm 8 luôn nha. Mũ 8 này. Rồi, 8 là đây là đa thức chia cho đơn thức thì lấy từng hạng tử của đa thức đó, chia cho đơn thức, đúng không? Cái này chia đây, này chia đây, này chia đây, mình chia ha. 8 chia 2 là 4 này, a mũ 8 chia a mũ 2 thì còn a mũ 5. A mũ 6 chứ, đúng không? B mũ 4 chia B thì còn B mũ 3, đúng không? Trừ 6 chia 2 bằng âm 2. A bình chia A bình mất, B bình chia B mất, đúng không? Hai này giống nhau, chia nhau bỏ nè. Đó, còn âm 2. Rồi tiếp tục, 5 chia cho 2 bằng 5 phần 2. A bình chia A bình mất rồi, B bình chia B, còn B mũ 1. Vậy thôi. Rồi mấy con sát đến câu C nè. Câu C cẩn thận nha, câu C là đa thức nhân đa thức. Thì muốn nhân đa thức cho đa thức thì lấy từng hạng tử của đa thức này nhân cho từng hạng tử của đa thức kia. Mấy con nhân vô nha. X nhân cho 5x bình vậy thì bằng 5x3. X nhân trừ 3x vậy là trừ 3x bình. X nhân trừ 1 là trừ x.
Rồi âm 3 nhân 5 là âm 15x bình phương. Âm 3 nhân cho âm 3 vậy là bằng dương 9x. Âm 3 nhân âm 1 là dương 3. Đúng không? Sau đó mới còn thu gọn được không? 5x mũ 3 thì viết lại nè. Đây, trừ 3x bình với trừ 15x bình. Vậy là trừ 18x bình. Rồi, x trừ cộng 9x là 7x. Ta đúng rồi, còn 8x chứ nhỉ? À, thì nghĩ sai nhỉ? Nên là 9x nè, trừ 1x, vậy thì còn 8x. Rồi, cộng 3, viết lại ha. Rồi, con nhìn thấy 16 trong đầu con soạn là 4 bình phương liền. Vậy thì mình sẽ dùng phương pháp gì? Phương pháp hàng đẳng thức để phân tích thành nhân tử, đúng không? Đây là A bình, 4x bình trừ Y bình hàng thức A bình trừ B bình, đúng không? Bằng A cộng B, vậy là 4x cộng Y nhân cho 4x trừ y nha các con. Rồi câu này con nhìn thấy là x trừ y nè, đây 22 nè. Ô, 22 mấy con đặt hai ra ngoài xuất hiện x trừ y đúng không? Lúc này nó sẽ xuất hiện nhân tử chung liền, đúng không? Vậy thì mấy con viết này nè. 1 phần 5 x bình phương viết lại, x trừ y viết lại. 22 thì đặt hai ra ngoài thì còn x trừ y. Rồi, vậy thì lúc này nó xuất hiện nhân tử chung là x trừ y. Mình sẽ đặt x trừ y ra ngoài ha. Thì còn 1 phần 5 x bình cộng 2. Tới đây ngừng các em, không thể phân tích thành nhân tử được nữa. Rồi, các em quan sát đến câu 3. Rút gọn biểu thức sau ha. Ở đây là đa thức nhân đa thức, còn đây là đơn thức nhân đa thức. Vậy thì mình sẽ thực hiện thức nhân cho thôi. Rồi mình nhân vô nha, lấy x nhân vô. X nhân vô nha. X nhân 2x là 2x bình phương. X nhân 1 là 1x đúng không? Rồi âm 6 nhân vô, âm 6 nhân 2x là âm 12x. Âm 6 rồi nhân vô. Âm 2x nhân x là âm 2x bình phương, âm 2x nhân 3 là âm 6x. Đúng không? Vậy thì mình sẽ thu gọn đi nè. 2x bình trừ 2x bình hết nè. À, 1x mà trừ 12x nó còn là âm 11 đúng không? Âm 11 với âm 6 vậy là âm 17x em. Trừ đi 6. Vậy thôi. Câu B. Câu B mới còn nhìn nè, đây là hàng đẳng thức. Ở đây cũng là hàng đẳng thức luôn nè. Đã bằng thức cho nhanh ha. Còn khúc sau mới con thấy là làm đa thức nhân đa thức vẫn được. A cộng B cả bình bằng A bình lên là 9 cộng 2AB là 6X đúng không? Cộng B bình lên là X bình phương. Rồi em nhìn thấy X cộng 1 nhân trừ 1 hạng thức A bình trừ B bình đúng không? A cộng B nhân A trừ B bằng A bình trừ B bình. Vậy là X bình phương trừ 1. Sau đó mới con phá ngoặc ra. À, còn nếu con giỏi con có thể bỏ cái bước đầu tiên thì vừa làm con đổi dấu luôn. Đó, trước ngoặc có dấu trừ thì đổi dấu đúng không? Đó. Rồi mới con thu gọn đi. 9 cộng 1 là 10 nè. 6x thì viết lại nè. X bình phương trừ x bình phương hết. Ok chưa? Yeah. Một hình chóp tam giác đều đúng không? Có cạnh nào 4. Nhớ nè, là hình chóp đáy là tam giác đều thì chắc ăn là đại cái đáy của nó chắc ăn là nó đều thì dẫn đến ba cạnh nó bằng nhau ha. Và cạnh bên là 8. Rồi ok, một mặt hãy cho biết một mặt bên và mặt đáy của hình chóp. Ok. Rồi. Vậy thì các em ghi ha. Rồi các em còn nhớ hình chóp không? Hình chóp này ở dưới nó là tam giác đúng không? Đó, đỉnh nó là đỉnh SE, ví dụ là đỉnh SE đúng không? Rồi. Để vẽ vậy nó hơi khó nhìn tí ha. Đó, như vậy tí đi. Đó. Đây S làm đây đi. Rồi, chóp tam giác đều đúng không? Đó. Vậy thì ví dụ là ABC đi. Đây. À, mặt bên ở đâu? Một là SCB hay là SAB đúng không? Mặt đáy chính là ABC đúng không? Vậy thì con trả lời vô. Rồi, này nó dễ mà, họ cần vẽ hình nha, người ta không yêu cầu vẽ hình chẳng cần á. Trả đây. Một mặt bên là S. Và muốn chọn nào được, SAB hay là SBC hay SAC đều được hết. Đó. Đây nha. Là SAB đi đúng không, mặt đáy là ABC đó chính là tam giác đều đó. Rồi câu B, độ dài cạnh BC, trời ơi tam giác đều thì ba cạnh bằng nhau vậy chắc ăn nó bằng AB luôn
Rồi BC nó bằng độ dài AB luôn. Đó, đã mắc đều thì ba cạnh bằng nhau, các con học rồi đúng chưa? Rồi SA là cạnh bên đúng không? Cạnh bên tất cả các cạnh bên đều bằng nhau hết nha, và các mặt bên đều là tam giác cân hết. Mà người ta cho cạnh bên bằng 8 nè, vậy thì hỏi SA bằng mấy? Chứ SA bằng SB. Đó, bằng 8 cm luôn. Ok. Phải còn coi con số 5 nha. Một chiếc lều có dạng hình chóp tứ giác đều, nhớ nha, hình chóp tứ giác đều là cái mặt đáy nó là hình vuông nha, bốn cạnh bằng nhau. À, trẻ hè của học sinh có kích thước như sau, độ dài cạnh đáy là 3. Ok, tất cả đều bằng 3 hết. 3 3 3 A B A D A C gì đó không? A D D C B C đều bằng 3 hết đúng không? Rồi, A B bốn cạnh bằng nhau mà. Rồi, tính yêu cầu và có đường cao kẻ từ mặt D bên, người ta gọi là trung đoạn, các em còn nhớ không? Đây là trung đoạn của nó. Nó bằng 3,18 đúng không? Rồi vậy thì mình sẽ xử lý bài này câu A. Mình sẽ tính BD đúng không? Tính BD này dễ nhặt, có gì đâu, dùng định lý nè. Em đây nhớ là đây là hình vuông mà, đúng không? Hình vuông nè. Thì chắc anh chỗ này vuông nè. Đó, thấy không? D3, D3 dùng Pythagore tìm ra BD thôi, đúng không? Đó. Vậy thì mấy con sẽ áp dụng định lý Pythagore. Trong tam giác vuông ABD hay là gì à, BCD đều được hết nha, tùy mấy con nhìn ở ngoài đi hay là trong, tùy các em. ABD đi, BD đóng vai trò là cạnh huyền đúng không, còn đây hai cạnh này cạnh nó vuông đúng không? BD bình bằng tổng bình phương hai cạnh nó vuông bằng 3 bình cộng 3 bình bằng 9 là 18 đúng không? Bỏ bình phương đi mấy con, lấy căn 18 lên. Rồi, để máy tính bấm các em, làm tròn hàng đơn vị nha. Là phân không đó. Căn 18 lên, các em được 3 căn 2, bấm S tương đương D. Đó, vậy lấy tròn lên bằng 4, được chưa? Đó, cm. Nó 4 phẩy mấy? 4,2 á, thì làm tròn lên là 4. Ok. Rồi câu B, tính diện tích vải để làm chiếc lều đó không kể đáy. Đây chính là diện tích xung quanh, đúng không? Đó, những cái bề mặt này đó, trước mặt sau là bề thông nè, đúng không? Là diện tích xung quanh. Vậy thì câu B, diện tích vải để làm lều là S xung quanh, con học là bằng gì? Bằng P nhân D bằng nửa chu vi đáy nhân cho trung đoạn. Nửa chu chu vi hình vuông là cạnh nhân 4 đúng không? Là 4 nhân A là 4 nhân nhân cho 3 đúng không? Rồi chia cho 2 nhân cho trung đoạn, người ta cho là 3,18 các em. À, tính nhất thôi. À, 4 chia 2 ra 2 là 6, 6 nhân cho 3,18 thôi. Con tính là được lúc này bằng 19,08. 19,08 mét vuông cái. Để thôi. Ok nha, đó, nhẹ nhàng ha. Giờ thì sẽ cho mấy con câu cuối cùng. Người ta nói là một học sinh thả diều ngoài đồng, cho biết đoạn dây diều từ tay đến bạn dài 170 mét. Wow, từ đây đây 170 mét. Rồi, bạn đứng cách diều đến nơi thả từ người này là từ cái cánh tay là tới nơi thả là hạ 80 mét. Tính độ cao con diều mặt đất, biết tay của bạn học sinh cách mặt đất là cái tay này giơ lên đó ha, giơ lên cách mặt đất là 2 mét. Đó. Đúng chưa? Tính độ cao con diều là tính từ đây đến đây nè mấy con. Mà muốn tính từ đây đến đây thì con phải tính được độ dài từ đây này nè, còn sau đó còn cộng thêm 2 mét với tính là chiều cao con diều nha. Đó, so với mặt đất nha. Vậy thì con muốn tính được BC rất đơn giản, con dùng định lý Pythagore trong tam giác vuông này là ra nè, tam giác vuông màu xanh này nè. Thấy chưa? Đó, con dùng định lý Pythagore vuông này, con tìm được BC, có BC con cộng thêm 2 mét nữa thì con sẽ tính được chiều cao con diều đúng không? Từ đây mấy con sẽ giải nha, áp dụng định lý Pythagore. Trong tam giác vuông tên là gì? ACB. ACB có bình phương cạnh huyền lên đúng không, là AB bình á bằng tổng bình phương hai cạnh nó vuông bằng BC bình đúng không, bằng tổng bình phương hai cạnh nó vuông còn lại đúng không, cộng cho AC bình. Rồi mấy con thay số vô thôi, AB là 170 bình nè,
BC thì viết BC bình phương thì viết lại nè, AC là 80 nè, vậy thì BC bình bằng rồi tính thấy mấy đó, 70 bình lên nằm bao nhiêu, 170 bình phương lên đó, 77 289 đúng không, 289 thêm 20 nữa thôi, 289 thêm 20 nữa nha, là 8 này 80 bình phương nha các em, mà cộng chuyển qua là trừ 8864 đúng không, 64 thêm 20 nữa. Còn đáp số là 225 mét. Chưa bỏ bình phương đi nha. Sau đó mới còn bỏ bình phương đi, nó lấy căn lên nhé con. 225 cộng cộng thì bằng 150 mét. Trời ơi, vậy thì chiều cao con nhiều nè. Từ đây 150 đúng không? Cộng thêm 2 mét ở dưới nữa. Vậy là chiều cao độ cao con nhiều nào, lúc này 152 mét. Rồi con trả lời vô. Độ cao con diều so với mặt đất là con ấy vừa tính thì tính ra được là gì, là con sẽ lấy cái gì độ dài đoạn thẳng gì BC cộng cho CD là lấy 150 cộng cho 2 vậy bằng 152 mét, xong bài cái vậy thôi nha. Rồi nếu như hai em nhớ đăng ký kênh nha, like share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho em xem nha.